Cảm ơn quý khán giả vẫn theo dõi chương trình Luận đàm thời sự trong tuần này cùng với dược sĩ Phạm Khắc Khiêm ngồi bìa và tiến sĩ Đinh Xuân Quân ngồi giữa. Trở lại với cái vấn đề thời sự và sôi nổi nhất của nước Mỹ trong suốt một tuần lễ vừa rồi, cái cuộc điều tra về một cái cú điện thoại giữa ông Trump và ông Zelensky, tổng thống của Ukraine. Và đằng sau nó là cái câu hỏi về cái nghi vấn là chuyện là ông Trump có hay không lạm dụng quyền hạn tổng thống đó. Để áp lực chính quyền Ukraine mở một cuộc điều tra về con trai của ông Biden trong thời gian mà ông Hunter Biden, người con trai đó làm việc tại Ukraine từ năm 2014 cho đến năm 2019. Đặc biệt là cái biến cố vào năm 2016, lúc mà ông Biden có làm can thiệp, làm áp lực để chính phủ Ukraine phải sa thải một cái người bộ trưởng tư pháp. Có thể là vì lý do là ông bộ trưởng đó có bị tiếng là tham nhũng ở Ukraine, hoặc là vì có liên hệ gì đến cái công ty. Theo tôi thấy là cái chuyện đó bây giờ, sáng nay đó là Tổng thống Trump nói toạc ra, không phải là chỉ có yêu cầu Ukraine điều tra mà yêu cầu cả Trung Quốc điều tra ông Joe Biden nữa. Cái chuyện này điều tra Hunter Biden. Ở đó thì là cái chuyện Hunter Biden là con trai của ông Biden thì cũng có những đúng. Cái dịch vụ, những cái không thì ông này là một ông businessman, con của ông Biden là businessman, mà ông này có mua một cái fund, một cái quỹ đầu tư ở bên Trung Quốc. Mà nói ra thì nghĩa là cái quỹ đầu tư khi này ông ta mua nó là 2017, nghĩa là sau khi ông Joe Biden đã xuống rồi. Nhưng mà tổng thống nói thẳng ra, chính ông tổng thống Trump nói là phải Ukraine phải điều tra cái đó và Trung Quốc phải điều tra luôn. Thì cái này đó, cái lời nói của mình đó này, dần dần là ở bên xứ này là người ta lấy TV, người ta thâu được hết. Thì cái chuyện này tôi thấy là nó còn dài lắm, chưa có hết được đâu. Thì trong thời gian đó, trong tuần tới này, thì khán giả sẽ, mình có những cái tin gì quan trọng mình sẽ đợi coi trong tuần lễ thì tới. Cái đầu những tiên, nhân vật nào sẽ được, sẽ nhân chứng nào quan trọng sẽ ra điều tra. Cái đầu tiên là ông đại sứ, một ông đại sứ mà đặc biệt từ Kiev là thủ đô Ukraine về. Đó là một ông đặc sứ của Mỹ. Của Mỹ mà làm việc, việc tại cái ông ta là làm việc không lương nghe không? Chứ không phải là thầy, tại vì ông này cũng là ở cấp cao lắm rồi. Cái người thứ hai nữa là bà cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine, mà bà này thì là bị mất chức, thành ra mình sẽ biết là ở trước đó có làm cái gì đó, những cái đó là người ta hỏi. Thì là vì vậy thành ra mình còn cái cuộc điều tra nó còn lâu lắm, còn lâu mà mình không biết bao nhiêu lâu, nhưng mà nghĩa là bao giờ cũng vậy, mình cứ nhớ là nước Mỹ đó muốn cái gì đó và một phải cái nhân có vật rõ ràng. Đặc biệt nhất trong cuộc điều tra này đó là cái người ẩn danh mà ký tên vào cái bản cáo giác đó, người đó chừng nào mới ra điều tra? Cái đó thì cái là người ta là trên lý thuyết đó là ok rồi, nhưng mà quý vị biết là Tổng thống Trump đã dọa nói mấy người đó là do thám, là mật thám, là phản gì đó, treason, là phản bội là, hả? Phản bội. Nhưng mà ở đây đó quý vị biết là ở bên Hoa Kỳ đó muốn giúp có không bị mà corruption, nghĩa là không có bị là tham nhũng đó, thì người ta có là báo chí là một, và cái thứ hai có cái luật nó gọi là whistleblower. Họ, những người nào mà đưa ra tố cáo những cái lạm dụng của chính phủ hay là của của ai cũng vậy hết mà đưa ra đó thì sẽ được luật lệ bảo vệ. Do đó đó họ không có biết, mình không có biết là người đó là đàn ông hay đàn bà hay là cái tên tuổi chưa đưa ra, phải tại vì người ta, cái người đó sẽ phải được protect, phải được bảo vệ, chứ không thôi nhiều người nó quá khích nó ra, nó nói là nhiều người ví dụ như là ủng hộ Tổng thống Trump hay là chống Tổng thống Trump, nhiều cái nó ra, nó nhiều khi ở bên này quý vị biết là súng ống nhiều nữa. Thành ra vì vậy nó có cái luật đặc biệt. Thì những cái nhân chứng nào sẽ là quan trọng nhất trong cái vụ nghi án này? Trong cái nghi án này đó thì chúng ta biết rằng cái những người hoặc là những cái tài liệu đó về phía Ukraine là những cái tài liệu chính thức, bởi vì mỗi lần mà liên lạc như thế nào đó thì chắc chắn là Tổng thống Ukraine sẽ phải biết, và cái chính cái đó mới là điều quan trọng. Và Tổng thống Ukraine ấy, có thể cung cấp những cái tin tức
Và những tin tức đó, đó tùy theo, nếu mà ông là người ủng hộ Tổng thống Donald Trump thì ông sẽ đưa những cái tài liệu mà bất lợi cho ông Biden. Còn nếu mà ông ấy không ủng hộ Tổng thống Donald Trump ấy, thì tất nhiên là những cái đó là ông ấy không có đưa ra. Và cái Quốc hội của Hoa Kỳ cũng không có quyền áp lực để ông ấy phải đưa hay không ai đưa. Cái đó mới là điều quan trọng nhất. Thì Ukraine bây giờ là ở trong cái vai là áp lực uy hiếp ngược lại Mỹ. Nhưng mà theo tôi đó không phải là như vậy không? Chính Tổng thống Trump cũng nói với ông Thủ tướng Australia và nói với Ý và nói với Anh. Vì vậy đó, đây nó là cả một cái chuyện nó kéo không phải là dễ đâu. Tại vì tất cả những cái này mà Tổng thống tuyên bố một cách rõ ràng, đối với kể cả Trung Quốc luôn, họ sẽ bảo đảm được là ít nhất là trong một năm tới là sẽ có tiền viện trợ. Tiền viện trợ nó sẽ không bị, nó sẽ đến đều đều. Thì cái chuyện này nó dính vào hai cái chuyện. Tại sao nó quan trọng? Là nó dính vào cái vấn đề security. Ukraine là một nước bị Nga xâm lấn, chiếm Crimea và do đó bị trừng phạt. Không phải là bị Hoa Kỳ trừng phạt không, Nga mà bị cả ở Nga, bị Hoa Kỳ và các nước Âu Châu và cả thế giới trừng phạt. Tại vì ví dụ, tôi lấy cái ví dụ mà cái này là quan trọng lắm. Nếu mà Nga chiếm được Crimea đó, thì Nga có thể chiếm được, Trung Quốc có thể chiếm được Phú Quốc, hay là có thể chiếm được những cái phần nào của Việt Nam, thì bây giờ làm sao bây giờ? Thì cho nên cái chuyện đó là cái việc bảo vệ cho Ukraine đó. Đúng. Là cái chuyện quan trọng đối với đúng. An ninh quốc gia của Mỹ. Không phải an ninh quốc gia của Mỹ không, mà an ninh của thế giới. Đúng. Cả về cả Âu Châu nữa. Thì chính ông Trump ông lại nói là cái việc mà ông Biden vào năm 2016 lúc mà dọa ngưng viện trợ cho Ukraine cũng đã làm hại cho Ukraine nhiều hơn là cái chuyện của ông Trump bây giờ. Nói như vậy là không có đúng. Nói như vậy là chỉ một phần thôi. Là tại vì cái đó, đó là cả thế giới lúc đó đó. Không những chỉ có ông Biden đi mà ông Biden đi là chỉ có thay mặt Hoa Kỳ thôi, còn Âu Châu, còn đại diện Âu Châu cả như các nước khác thì bị vậy mà quý vị biết là có cần điều tra không để giải oan cho ông Biden nếu mà thực sự ông bị oan. Nếu mà tôi thấy là bây giờ vậy nè, mình phải hiểu coi cái đầu đuôi nó ra sao, cái chuyện nó ra sao, và nếu mà cần thì điều tra có gì đâu. Nếu mà mình không có cái gì, mình đâu có gì sợ. Đó mới là lý do mà ông Trump, theo như ông giải thích, đó là lý do mà ông cứ đòi bên Ukraine phải điều tra cho đến nơi đến chốn. Nhưng mà cái chuyện người ta nói là tiếng Anh nó dùng là bogus. Bogus là chuyện giả, giả tạo. Bây giờ nó giả tạo có một cái cuộc scandal rồi nói người ta điều tra, không có được. Thì mình phải, vì vậy đó tôi mới nói là phải có chứng cứ đàng hoàng. Bây giờ cũng vậy á. Mình đâu có biết giả thiệt. Lúc nào Tổng thống cũng kêu là fake news. Thì làm sao được? Thì mình phải tòa án thì phải có làm tòa án. Đối với dư luận đi, cho đến bây giờ thì cứ như là nó gần như bất phân thắng bại phải không ạ? 50-50. 50-50. Nó thế này thì chúng ta chưa nói về vấn đề luật, chúng ta chỉ nói vấn đề dư luận quần chúng thôi. Bây giờ nói rằng một người nào tham nhũng thì cái người đó sẽ không có thể nào để dân chúng tin tưởng để đại diện cho đảng của mình được. Đó là cái điều quan trọng nhất. Thì cái đó mới là cái điểm mà nó có lợi cho Tổng thống Donald Trump, điểm thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, thì khi mà đưa cái bản mà nói chuyện giữa hai bên với nhau trong 30 phút đó, thì có những tin tức ở trong đó cho thấy rõ ràng là những nước Âu Châu đó không giúp gì cho Ukraine cả. Thành ra chính ông Trump đúng. Và như thế đó, thì tất nhiên là Mỹ sẽ có thể giúp cho Ukraine. Đó là điều thứ nhất. Và cái điểm tiếp theo nữa đó, là chúng ta biết rằng ông Tổng thống Ukraine ấy là một danh hài, và ông ấy cũng rất ủng hộ cái đường lối của ông Trump, cho nên có thể nó có lợi cho ông Tổng thống Donald Trump khi mà đưa ra cái vấn đề đó ra, thì ông ấy có thể ông ấy sẽ trình bày cho dư luận quốc tế, chứ không phải chỉ có Mỹ không, thấy những cái tài liệu như thế nào đó bất lợi cho ông Donald Trump, còn những cái nào mà bất lợi cho ông Biden và những cái nào mà không có lợi cho Tổng thống Donald Trump ấy, thì cái đó là quyền của ông. Cái oái âm ở đây nè, mình thấy cứ tôi theo cái của anh Kim nói, cái oái âm đó, khi nói chuyện giữa ông Zelensky và Tổng thống Trump đó, ông Zelensky chê Âu Châu, mà bây giờ muốn ngồi bàn phán giữa Nga và Ukraine thì là hai nước Âu Châu là Pháp và Đức là hai nước sẽ đứng làm trung gian. Thành ra Tổng thống là Zelensky đó nói tầm bậy.
Thì bây giờ đó, bây giờ làm sao sửa? Thì ở đây cái chuyện nó dài lắm. Nếu mà mình, nếu mà tôi vô chi tiết như như quý vị muốn hiểu đó thì nó khó lắm. Thì vì vậy đó, Tổng thống Zelensky đó là vì vậy người ta nói là hớ, không phải hớ, ông này mới ra có bao giờ làm trong chính trị đâu. Làm một ông làm hài ước như là quý vị ở bên này biết là Colbert đó, tối nào quý vị muốn nghe hài ước thì lên Colbert hay là Jimmy Fallon hay là gì đó. Thì ở đây đó là tại vì hai nước mà sẽ giúp Ukraine nghĩa là ngồi thương thuyết với Nga là Pháp và Đức, mà mấy người ông Zelensky nói là Pháp Đức. Thành ở đây nó không phải dễ như mình tưởng đó. Thì mình còn chuyện dài dài, còn tiếp tục nói chuyện với quý vị dài dài. Sau các thông tin thương mại.